Còn cái chuyện mà quan liệu hay vì tại vì thân thể họ thanh tịnh nên tạo ra mùi hương, tức là cái mùi hương có thể hiện cái trình độ tu hay không, thì sư dám khẳng định là không. Tại vì sao? Tại vì Devadatta, nhà Devadatta sau khi mãn cái kiếp ở địa ngục, trong 100.000 đại kiếp về sau, ngài sẽ là một vị Phật độc giác. Và cái này sư đọc trong chú giải thì thấy vị Phật độc giác này có một đặc điểm, sau khi chứng thành quả vị Phật á, có một đặc điểm là vị này, cái mùi của vị này rất là hôi, rất là hôi. Và quý vị thấy một vị Phật độc giác, đương nhiên tu hơn mình rất là nhiều, chắc chắn là tu hơn cái vị mà quý vị vừa mới nói đó, rất là nhiều. Nhưng mà do ác nghiệp của thời quá khứ nó trổ, cho nên là thân thể của ngài có mùi hôi. Nhưng mà ngài hoàn toàn thanh tịnh, tâm của ngài hoàn toàn thanh tịnh nha, và ngài là bậc giác ngộ. Thì mình mắc cái gì, mình dựa vào cái gì mà mình nói cái thân mình nó không có mùi hôi là mình thanh tịnh, thì nó kỳ quá, kỳ quá. Nhắc cho quý vị nhớ nha, chư thiên họ cũng không có mùi hôi, nhưng mà chư thiên đâu là cái gì, chư thiên đâu là cái gì, có người tu cũng có người không có tu, chẳng qua là do cái phước của họ cho nên là họ cơ thể họ không có mùi hôi thôi. Mình ấy giống như là một cái đứa bé, nó được một cái nhẫn vàng, nó được một cái nhẫn vàng, và nó thấy một cái ông tỷ phú, ví dụ như ông Steve Jobs hay là ông Bill Gates, không có cái nhẫn vàng, và nó nói trời ơi mấy ông này thua tôi có cái nhẫn vàng, tôi giàu, tôi sang, tôi sướng. Đó là cái suy nghĩ của một đứa bé. Bởi vì á, đối với những cái người giàu thì cái chuyện họ không có đeo nó cũng không có cái vấn đề gì, không là cái gì hết trơn. Đối với các bậc giác ngộ, cái chuyện mà thân thể có mùi hương hay là có mùi hôi á, đối với họ nó không là cái gì hết, mà anh tự hào về cái đó thì nó rất là trẻ con, nó rất là trẻ con. Bởi vì trong kinh, ngay cả trong kinh cũng có một vài vị La Hán, người cơ thể của họ tỏa ra mùi hôi, nhưng mà một vị La Hán, các vị đó hoàn toàn thanh tịnh hơn mình rất là nhiều. Mình có một chút xíu mà mình lo, mình tự hào muốn chết luôn, thiếu điều là mình xây cái tòa sen mình leo lên mình ngồi á, trong khi đó các ngài chứng thánh mà các ngài không nói năng tiếng nào hết trơn. À,